để đầu thai sang kiếp khác. Vậy phóng sinh cua, cá, vân vân và chim có giống nhau không? Con người nói phóng sinh chim tốt hơn, vậy có đúng không? Phóng sinh chim có ý nghĩa gì? Xin thầy, con kính bạch thầy ha. Thưa đại chúng, trước hết là xin xác định là việc phóng sinh không phải là để cho nó đi đầu thai. Nếu mà mình giết nó thì mới kêu nó cho đi đầu thai cho lẹ, chứ còn phóng sinh mà, phải không? Thật sự ra trước hết là mình phải nói như thế này. Trước hết phải nói tại sao phóng sinh, và phóng sinh nghĩa là gì, và phóng sinh sao cho đúng. Thứ nhất, bởi vì đạo Phật là đạo từ bi, mà luôn luôn khuyến khích mọi người chúng ta bảo hộ sự sống mà không có giết chóc. Thì ngay cái giới thứ nhất mà Phật tử thọ đó là không được sát sinh, nghĩa là mình ý thức được khổ đau của sự giết hại. Cho nên con nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi, không giết hại các loài sinh vật, sinh mạng. Con tự không mình làm, con cũng không khuyến khích người làm, con cũng không thấy người ta làm mà con vui theo. Như vậy ở cái chỗ sát sinh nó có ba việc: tự mình không làm, không khuyến khích người làm, và cũng không vui theo việc làm của người. Vậy thì phóng sinh là để thể hiện cái giới thứ nhất của chúng ta là không sát sinh, mà bảo hộ sự sống. Mà bảo hộ sự sống á, là chúng ta đi ra chợ, trên đường đi chợ chúng ta gặp người ta đang bán cá, bán chim, bán rùa, bán bất cứ con gì mà chúng ta tình cờ đúng duyên chúng ta gặp, chúng ta mua để chúng ta thả. Đó là bây giờ là hiểu được ý nghĩa và làm đúng cách. Còn nếu như mình ra chợ mình nói mai á, tôi cần 500 con cá để thả nghe, chị nhớ kiếm cho tôi 500 con. Một mặt thì mình đi phóng sinh, mà một mặt khác thì mình biểu người ta đi bắt, thì không có đúng. Cho nên nhiều vị muốn phóng sinh bằng cái hình thức để mình có được một cái tiếng nói là mình là vua trong việc phóng sinh, mình là rất là giỏi trong việc phóng sinh, mình có thể một lần phóng sinh hàng ngàn, hàng chục ngàn con cá, con này con kia, nhưng mà toàn là đi đặt mua không à. Thì cái ý nghĩa đó, cái hình tướng thì mình có làm, nhưng mà ý nghĩa nó không đúng. Và cái cách thức mình làm cũng không đúng, đâu có thể nào đi đặt người ta bán như vậy được. Đó là chưa nói họ bắt xong rồi họ nhốt hàng trăm, hàng hai trăm con chim trong một cái lồng, mà phải đi mua xong rồi thả liền đi. Không, xách lên chùa nhờ thầy phù vô đó một chút nữa, để mà gọi là cái gì đó, chú nguyện. Thầy đâu có cần chú nguyện gì, mình tự mình thiếm nguyện cũng được. Chú không được thì thiếm. Mua một con cái lồng chim 200 con, xách về tới chùa, gặp chùa đóng cửa ngủ trưa. Rồi thế là mình ngồi, cái người chủ cúng cũng khổ, ngồi chờ nắng chưa, trời chưa đặt dậy. Hai con chim ở trong đó nó nheo nhóc, nó khổ sở. Nó bà có tha tôi, bà tha lẹ đi. Trời, tôi chờ mà mở cái lồng tôi khổ quá. Cho nên nó nói cái tiếng của nó nhà, nó kêu chinh chít vậy đó. Cho nên rồi hồi nhỏ Việt Nam mà mấy cái người mà người ta, quý vị có nghe con gà mà chửi thầy tu chưa? Gà mà nó vô chùa nó ăn lúa, nó ăn lấy đó, mình mới lấy cây mình phang nó, mình rượt nó đó, cái nó vừa đi nó vừa chửi đó. Trong 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 mà á. Trong 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 mà á. Chim trong đồng nó cũng nói gì đó. Cho nên á, ý nghĩa là mình cho người ta sự sống,
Và cái đúng cách là chúng ta ra chợ không nói gì hết, cứ ra chợ gặp đúng duyên là mình làm. Và khi mua rồi đó là lập tức thả. Thí dụ như mua rồi mình tới cái chỗ nào mà ít người bắt đó, trống trải một chút, mình tự mình nói luôn: hôm nay đủ duyên tôi mua các vị tôi phóng sanh, cho quý vị được sự sống, nguyện các vị đời kiếp nào cũng gặp Phật Pháp để quý vị thoát kiếp. Tự mình chú nguyện, không cần thầy cô nào cả. Mình đem về trong chùa, mình chờ tới hồi mở ra 200 con chết thành chục, rồi phóng sanh 109, còn 10 con lại làm đám nữa. Mà nếu như mà mình cúng lại chùa, không lẽ chùa làm rô tí? Rồi 10 con đó làm cái gì? Ở Việt Nam sức mấy thì chôn. Giang nơi này phước của con lắm. Phước phóng sanh thả 109, còn 10 con hưởng. Không đúng đâu. Cho nên á, bây giờ mình nói cái ý nghĩa phóng sanh rộng nè. Phóng là cho, sanh là sự sống. Cho người ta sự sống là phóng sanh. Mình không có cơ duyên phóng sanh con rùa, con cá, con chim, người sống đây nè, còn vô số người cần sự sống, cho họ cơm ăn, áo mặc, đời sống họ tốt cũng phóng sanh chứ gì đâu. Đâu có bắt buộc là mình phải phóng sanh bằng con chim, con cá. Mà đâu có ai nói trong đầu còn hỏi phóng con gì tốt nữa chứ. Con gì nó cũng cần sống hết á, huống chi là con người. Và còn nói thêm nữa là có người nói phóng sanh chim tốt. Hỏi thầy chứ tốt chỗ nào? Hỏi vậy chứ như vậy có đúng không? Ý nghĩa phóng sanh là chim là gì? Ý nghĩa của nó là chim nó bay. Cho nên thưa đại chúng, nếu mình là một Phật tử, mình làm một cái việc thiện mà mình không hiểu được cái việc của mình làm, thì việc đó cũng có phước, nhưng mà phước chưa viên mãn. Tại sao gọi là ba la mật? Ba la mật là tiếng Phạn mà nghĩa là viên mãn, là rốt ráo, là trọn vẹn. Mình làm một việc gì, mình nhiều khi mình cho người ta mà mình bắt người ta khổ sở với mình thì cái đó cũng được, nhưng mà cái đó nó chưa trọn. Có nhiều khi trước khi cho người ta 5 đồng bắt đầu ngồi nghe mình giảng đạo, giảng xong nè 5 đồng nè đi ăn đi. Trời ơi, nhiều khi ta đói khổ, ta ngồi ta chờ 5 đồng lúc đó. Cho nên á, cái việc phóng sinh là tốt, nhưng mà phải biết cách. Biết cách mình làm á thì phước càng thêm phước. Còn không biết cách làm thì trong cái phước đó cũng có một phần nghiệp, cũng có một chút lỗi, là mình không hiểu được cái ý nghĩa. Thật ra cái này không phải lỗi quý vị, tại mình chưa hiểu ý nghĩa thôi. Còn trên phương diện phóng sinh, phóng con nào cũng được hết. Thí dụ như giờ mình nói giúp đàn ông tốt hay giúp đàn bà tốt thầy? Đàn nào khổ cũng tốt, đàn nào cũng cần mình giúp hết. Thí dụ vậy, cho nên phóng bất cứ loài sinh vật nào cũng tốt hết, nhưng phải làm cho đúng. Làm cho thế nào là đúng? Là chúng ta gặp duyên, chúng ta mua, chúng ta thả. Cái thứ hai, chúng ta không cần phải mang về chùa. Và cũng đừng nghĩ rằng mình phải tổ chức những cái đợt phóng sinh ào ào vậy đó. Phóng sinh mà một quần, nghĩa là nhiều khi quy định đó, một tháng phóng 10.000 con chim. Nghe trên báo chí, nghe trên những cái tin tức, mình thấy hay vậy đó. Nhưng mà 10.000 ở đâu có nếu mình không đi đặt trước, thấy không? Thành thử ra mình đã xúi người ta làm cái việc. Rồi cái thứ hai á, là đôi khi mình mua những con cá mình thả mà nó không đúng cái nguồn nước của nó sống, chắc gì mình phóng sinh không? Phóng vào ví dụ như bây giờ cái con cá đó nó sống nước mặn, mà mình mua về mình thả vô cái nước ngọt, sao nó sống nổi? Hoặc là con cá đó là thuộc loại cá kiển,
mình đem vô mình thả với mấy cái sông á, thì vừa thả xong mấy con cá lớn nó nói vô Phật cảm ơn trển quá, ngày cảm ơn trển quá, bữa nay trển cúng dường mình quá trời, bị con cá lớn nó ăn cá nhỏ. Mà bây giờ nếu mua con cá lớn á, thì mua không được nhiều, cho nên mua nhiều là mua cá nhỏ. Mà cá nhỏ mà thả vô nhầm những cái dòng sông mà quá trời con cá lớn khác, thì coi như là bữa kia đó là con cá lớn nó no bụng. Cho nên thành thử ra cái ý nghĩa phóng sinh của mình, mình làm mà mình phải có cái quán chiếu, cái nhìn. Cũng giống như Pháp Hòa thưa đại chúng á, mình giúp mình, hôm trời Pháp Hòa có nói đó, tại sao trong kinh Phật nói có nhiều việc, có nhiều khi á, mình cúng dường nhiều mà phước ít. Làm sao gọi là cúng dường nhiều mà phước ít? Cúng không đúng người. Pháp Hòa ví dụ bây giờ á, con của mình nè, nó còn nhỏ, nó không biết xài tiền, mình dư tiền mà mình muốn con mình nó sung túc thì nó sung sướng như con người ta, tuần nào cũng dúi cho nó 200 đồng chơi mà chiều nó chưa biết gì hết, cho nó rất nhiều nhưng mà cuối cùng nó trở thành một đứa nhỏ biết xài tiền từ khi nhỏ, mà lớn lên không có tiền thì nó chịu không nổi, mà khi không có tiền thì nó phải đi ăn cắp ăn trộm, nó dốc nó láo để nó có tiền nó sống. Thật ra cho nhiều mà phước ít, cho con mình nhiều tiền mà lợi lạc không bao nhiêu hết. Tại vì có trường hợp đó gọi là cho nhiều mà phước ít, mà có những trường hợp cho ít mà phước nhiều, vì mình giúp đúng người, đúng việc, đúng lúc, thì mặc dù một cái bánh thôi, một ly nước thôi, mà cứu người đúng lúc. Pháp Hòa ví dụ, ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật của chúng ta đó, khi mà Ngài tu khổ hạnh mà Ngài xỉu ở dưới gốc cây đó, ai là người dân cho Ngài bát sữa? Cô thôn nữ Tu Sa Đệ. Mà dân cái gì? Có một bát sữa thôi. Ít không? Ít quá chừng mà phước lớn không? Nếu bát sữa đó không cứu mạng của Thái tử Sĩ Đạt Ta kịp lúc đúng thời, ngày nay mình đâu có Đức Phật, ngày nay mình có Đạo Phật, đâu có Đạo Phật. Vậy có phải là cho ít mà phước nhiều không? Cho có một bát sữa thôi mà lợi lạc cho đại chúng, cho chúng sanh, cho nhân loại cả hơn hàng ngàn năm nay. Thật ra có nhiều khi mình cho nhiều mà phước ít, mà ngược lại cho ít nhưng mà phước nhiều. Và Đức Phật mới nói trong đời của Ngài có hai bữa ăn mà Ngài nhớ nhất, đó là bát sữa cứu mạng, thấy không? Thứ hai là cái chén cháo nấm của ông Thuần Đà khi Ngài sắp mất. Cái câu hỏi kế này nó cũng liên quan tới phóng sanh nè. Việc phóng sanh là việc đúng đắn hay không ạ? Vì người khai lại bắt, sau đó bán cho mình có cung sẽ có cầu, có cúng hả? Có cúng sẽ có cầu, có cung có cầu. Thì Pháp Hòa mới nói hồi nãy vậy đó, mình có cái nhu cầu thì người ta sẽ cung cấp, nhưng mà tại vì mình đi order người ta mới cung cấp, mình đi đặt hàng người ta mới cung cấp, phải không? Cho nên nó cũng liên hệ vậy đó. Pháp Hòa không có bác chuyện phóng sanh, nhưng mà mình phải làm cho đúng cách là không bao giờ đi đặt. Mình ra mình gặp đúng. Mà hơn nữa, nếu như trường hợp Pháp Hòa ví dụ mình ở đây không có hoàn cảnh mua chim mua cá phóng sanh, thì không phải là mua chim mua cá mới kêu là phóng sanh, mà cái ý nghĩa phóng sanh là chúng ta cho người khác sự sống. Ngoài con vật còn có ai nữa? Còn có con người, phải không? Mà con người họ xung quanh mình họ cũng đói khổ dữ lắm. Nếu mà mình có thể giúp cho họ, mình giúp cho họ là nó tương đồng với cái sự phóng sanh, mà thậm chí còn lợi lạc lớn nữa. Tại vì con người đó mà họ hiểu, nếu họ sống còn mà họ có học có hành, họ sẽ làm được nhiều việc lợi ích cho đời cho người. Cho nên mình phải hiểu được cái ý nghĩa như vậy thì mình làm cái việc đó nó mới đúng đắn. Xin thầy hoan hỷ, sau khi Đức Phật nhập diệt, chứ không phải nhập việt nha, nhập diệt, phân chia xá lợi ra làm sao, xin thầy giảng cho con được hiểu. Có ai ở đó lúc đó đâu biết phân làm sao. Bây giờ trước hết mình nói chữ nhập diệt, để cho Phật tử nam tao không biết mấy cái chữ mình viết, ta hiểu mình nói gì.
Tại sao gọi là nhập diệt? Bởi vì chữ nhập diệt đó là chúng ta dịch nghĩa từ chữ niết bàn. Chữ niết bàn nghĩa là diệt độ. Diệt độ nghĩa là người đó đã diệt tất cả phiền não, người đó đã độ được cái sanh tử khổ đau, gọi là niết bàn. Giây phút này quý vị ngồi đây, tâm quý vị không có buồn giận ai hết, bình thản, là tâm quý vị đang có niết bàn. Khi nào một tâm trạng mình không còn buồn khổ ai, không còn hờn giận ai, thì giây phút đó là giây phút niết bàn. Nhưng mà tại vì chúng mình niết bàn rất ít, niết bàn chút chút thôi, niết bàn tạm thời thôi, chút ra mất đôi dép là mất niết bàn. Xây mới để cái bóp, xây qua xây lại mất cái bóp là mất niết bàn rồi. Mới mua cái phone mới mà là mà để đó đi vô thắp cây nhang đi ra làm sao mất cái phone là mất niết bàn rồi. Và niết bàn là khi tâm không còn phiền não là niết bàn. Như vậy Đức Phật luôn luôn sống trong trạng thái của niết bàn. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là nhập niết bàn, nghĩa là Đức Phật đi vào cái chỗ tịch tỉnh viên mãn, không còn, nghĩa là giống như Đức Phật có niết bàn nhưng mà Ngài vẫn thể hiện cái tướng là đi tới đi lui, ăn cơm, rửa chén, làm việc đó. Cho nên Ngài chưa đi vào cái sổ tỉnh tịch viên mãn đó. Để mình diễn tả nó nôm na là Đức Phật qua đời, Đức Phật chết, Đức Phật mất. Nhưng mà ở đây mình muốn dùng cái từ là Đức Phật đã nhập vào, đi vào cái cõi niết bàn tịch tỉnh đó, không còn nghĩa là vướng bận bất cứ một cái gì ở cái thế gian chúng ta. Thật ra là Ngài, cho dù Ngài ở trong cõi đời này nhưng mà Ngài đã không vướng rồi, nhưng mà tại cái từ đó mình để nói lên cái trạng thái Đức Phật mất thôi. Cho nên chúng ta thường gọi là Phật nhập Niết Bàn. Chứ thật sự ra Phật chưa bao giờ rời Niết Bàn. Có mình nè, mình Ngài biết nhập mấy chập mà ra mấy chập. Chứ còn Phật là không có nhập có xuất gì nữa, vì Phật ở trong trạng thái của Niết Bàn rồi. Rồi, bây giờ nói là khi mà chúng ta nói là Đức Phật mất rồi á, thì chúng ta đem đi thiêu. Thì cái chữ thiêu á, hỏa táng đó, trong nhà Phật thường gọi là trà tỳ. Thay vì mình xài cái chữ hỏa táng cũng được, nhưng mà nói vậy nghe nó bình dân bình thường quá, nói cho người ta nát óc chơi vậy đó. Trà tỳ, không biết tỳ đâu, trà gì đó. Trà tỳ là cái tiếng để dùng cho vấn đề hỏa táng. Rồi á, mình á, thiêu xong ra rồi là đóng trò. Còn đối với Đức Phật á, khi thiêu ra rồi là tất cả những xương, tóc, da, móng của Đức Phật tích tụ thành những cái viên ngọc đỏ đỏ, nhỏ nhỏ, trắng trắng, như là những cái viên, như viên cát, viên sỏi vậy, nhỏ 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 vậy. Thì khi mà đem ra thì tất cả cơ thể của Đức Phật kết tụ thành những cái viên như vậy, thì chúng ta gọi là xá lợi. Xá lợi là gì? Xá lợi là linh cốt. Xá lợi là linh cốt, tức là cái cốt, cái cốt, xương cốt này bây giờ trở thành ra một cái gì đó đặc biệt. Thì theo như trong sử kể là khi Đức Phật mất rồi thì có tổng cộng 8 nước tới tranh giành cái xá lợi đó. Thì lúc đó có một ông Bà La Môn ở trong cái vùng đó. Ông đứng ra ông can ngăn cái sự tranh giành đó. Ông nói bây giờ để lão làm một cái người trọng tài, lão sẽ đông xá lợi. Thì múc á, lấy cái chung cái chén gì đó múc ra chia đều cho 8 nước, rồi 8 nước đem về mà tôn thờ. Thì khi đó đó ông chia đủ xá lợi cho 8 nước rồi, thì ông quên xin cái phần của ông. Cho nên cuối cùng á, ông xin là cái ống mà để đông xá lợi hồi nãy đó, ông xin cái ống đó ông giữ làm kỷ niệm. Thì theo như trong sử là xá lợi của Đức Phật, nói tốt là xương cốt đi, của Đức Phật chia ra cho 8 quốc gia vào thời đó. Vì lúc đó 8 vị vua đều là những người đã quy y làm đệ tử Phật. Và khi nghe Đức Phật mất thì các vị cũng muốn chia
tro cốt để mà giữ kỷ niệm. Thì có ông, một cái ông cư sĩ Bà La Môn lúc đó, ông xin làm cái việc gọi là chia xá lợi. Rồi tất cả những cái người mà giữ xá lợi đó, họ truyền với nhau. Giống như Pháp Hòa kể là lúc Đức Phật vừa thành đạo đó, thì có hai ông cư sĩ đến đi ngang khu rừng đó, và thấy Ngài là một bậc sa môn mà có vẻ đạo hạnh, cho nên đến xin đảnh lễ cúng dường, và mới biết Ngài là một bậc giác ngộ. Cho nên hai vị cư sĩ đó xin quy y. Và thưa đại chúng, lúc đó mà quy y với Phật thì quy y mấy bảo? Mấy bảo trong tam bảo? Mới có hai bảo thôi. Bởi vì quy y Phật là quy y Phật bảo, quy y theo lời dạy của Phật là quy y Pháp bảo. Nhưng mà Phật chưa có thành lập chư tăng, chưa có độ người xuất gia, cho nên chưa có tăng bảo. Lúc đó hai vị cư sĩ đầu tiên để mà xin thọ giới quy y lúc đó là hai vị cư sĩ ở Miến Điện đi buôn ở đó, và thấy Đức Phật và xin quy y với Ngài. Và hai ông mới nói, bây giờ chúng con sắp sửa trở về nước, không biết chừng nào mới có cơ hội gặp lại Ngài, xin Ngài hãy cho chúng con một cái gì để kỷ niệm. Lúc đó Đức Phật mới bứt tóc ở trên đầu Ngài đưa cho hai ông cư sĩ đó. Và theo truyền thuyết, bây giờ những sợi tóc đó còn đang được tôn thờ ở tại Miến Điện, trên một cái ngọn núi. Vậy thì bây giờ các vị cư sĩ tại gia đó, người huynh đệ đầu tiên của mình là hai ông cư sĩ ở Miến Điện, hai sư huynh của mình. Từ đó mà Pháp Hòa nói cái việc gọi là phân chia xá lợi. Và thưa đại chúng, chỉ có Đức Phật mới có toàn thân xá lợi. Còn các bậc tu hành như các bậc tôn đức thì quý Ngài có phần xá lợi, chứ không có phải là toàn thân xá lợi. Còn thí dụ như có những vị người ta mất đi, người ta để lại cả cơ thể khô, không có ướp không gì mà cơ nguyên thân còn nguyên vậy đó, cái đó gọi là nhục thân xá lợi. Nhục thân là gì? Nhục là thịt. Nhục là thịt. Nhục thân là cái thân thể xác thịt này bây giờ cô động lại, còn lại một cái thân xác khô mà không rã. Có. Hiện nay chúng ta vẫn còn những cái thân như thế. Việt Nam mình cũng có. Ở các nước gần đây nhất là có nhục thân xá lợi của Ngài Hải Hiền ở Trung Quốc. Và thưa đại chúng á, xá lợi Phật hiếm quý lắm. Ai mà có được một viên xá lợi, người ta có bạc triệu người ta thỉnh lại chưa chắc mình đã bán. Vì mình có xá lợi Phật là giống như mình có Đức Phật vậy, chứ đâu có phải là gặp ai cũng cho. Bây giờ không biết ở đâu mà ta có cả chén vậy nè, ta gặp mình ta nói trời ơi có duyên lắm nghe, thôi thầy tặng cho viên xá lợi Phật nè. Rồi mai chiều đi chỗ này gặp cái có duyên xá lợi đâu mà cho kỳ cục vậy. Không có cho như vậy được. Xá lợi là ngày, quý vị biết ngày xưa mà vua quan á, phải 3 năm mới được chiêm bái xá lợi một lần. Và thậm chí mỗi năm được chiêm bái xá lợi là vua phải đích thân quỳ xuống cung nghinh xá lợi, chứ không phải là bình thường. Ngày nay mình đi mình vác cả chén vậy nè, để vô mấy cái tiệm làm tóc á, vô mấy tiệm làm nail phát cho mỗi anh chị nail. Không phải như vậy. Xá lợi đó của ai mình không biết, nhưng mà bảo đảm không phải là xá lợi của Phật. Rồi bây giờ mình nhận xá lợi gì, mình làm gì để mình tự mình hạnh phúc, mình khoe với người ta là tôi được phước, tôi có xá lợi sao? Mình có xá lợi mình phải trang trọng để mình tôn thờ. Cho nên mà thưa đại chúng, nơi nào có tượng Phật, có quyển kinh, có cây bồ đề, có bánh xe pháp, có hoa sen, đều là toàn thân của Đức Phật. Đó là đại diện cho Đức Phật. Cho nên nếu mà quý vị mà không có, ở nhà mình không có xá lợi mà mình có quyển kinh đó, là mình có toàn thân Phật đó. Tại vì tất cả lời Phật dạy đều trong đó.
Và thậm chí quý vị có được một cái lá bồ đề hay là một cái bánh xe pháp, một cái hoa sen đều là tượng trưng cho Đức Phật hết. Thì yên tâm chuyện đó. Đó là Pháp Hòa nói thêm. Câu hỏi kế: con trì kinh Pháp Hoa, phẩm đề Bà Đạt Đa có câu bố thí cả đầu mắt tủy ốc thân thịt chân tay là sao, xin thầy giảng dạy. Có gì đâu, hiểu bố thí là chặt đưa cho ta, móc đưa cho ta. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có thưa là bố thí là có hai có ba cách thí ha: tài thí, pháp thí, vô quý thí. Về mặt tài thí có hai phần: nội tài và ngoại tài. Ngoại tài á, là tiền của cơm áo nhà chổng. Nội tài á, là thân thể của mình. Nhưng mà ở trong kinh á, nói rằng á, bố thí đầu mắt tủy não là ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là chúng ta đừng có dính mắt những cái thấy nghe của mình mà hãy cho đi. Pháp Hòa ví dụ nè, mình đi ngang cái mình thấy cái anh cái chị nào đó thấy mình rồi đem vô, trời ơi tôi không biết tôi chọc ghẹo gì nó, lại tôi đi ngang nó thấy tôi chứ, bởi tôi ghét tôi thấy lại. Nghĩa là mình đem cái người đó vô trong tâm mình rồi, phải không? Bây giờ mình hãy bố thí đầu mắt tủy não được không? Xả cái đó. Tại sao nhiều khi do người ta nhìn, phải không? Giống như Pháp Hòa có một thầy bạn á, thầy bị bệnh mắt, mà cái cô Phật tử đó rất là ghét thầy, nói thầy gặp con thì cứ nhìn luôn luôn mà. Nhưng mà thật sự thầy bị bệnh. Thầy cúi xuống là nhìn giống như là thầy đang nhìn ta vậy, hay là thầy nghiêng đâu đó. Thầy mới nói trời, bữa tôi bị chửi quan mạng chứ. Thì thưa đại chúng, là mình cũng vậy. Có những cái mình nhìn người ta một lần thôi là mình ghét cay ghét đắng. Tại sao mình không móc mắt cho luôn đi? Nghĩa là ý nó là mình hãy xả bỏ cái cách nhìn người như vậy. Mình hãy xả bỏ cái đầu óc mà mình luôn luôn luận bàn nghi ngờ người khác như vậy. Mình bỏ được cái đó là mình xả đầu óc tủy não đó. Cái não của mình nó cũng linh động lắm chứ, tại sao không nhìn, không nghĩ những cái điều hay mà cứ toàn là nghĩ những cái điều xấu không? Vậy não này có vấn đề, phải không? Cho nên mình phải cần đi rửa. Mình cần đi làm cái gì đó. Cho nên mình phải làm trong sạch cái thấy nghe của mình. Có nhiều khi nó ngộ một cái là quý vị để ý, hình như mình nghĩ cái điều tiêu cực, cái điều xấu nhiều hơn mình nghĩ điều thiện. Thậm chí mà người ta tới, người ta rót cho mình ly nước cái, rồi rồi biết có chuyện gì, tự nhiên cái này tốt đột xuất vậy đó. Thế mình luôn luôn mình phải nghĩ người ta phải có vấn đề mình mới chịu. Mà thí dụ như giờ sau khi mình nghỉ xong, 2 tháng sau sao không thấy nhúc nhích gì hết, không biết có âm mưu gì không. Mà 2 tháng nay sẽ im ru. Mà nếu như mà người ta có hành động gì đó, thấy không, tôi nói mà, nó đâu qua được mắt tôi. Có phải vậy không? Nó đâu qua đâu được cái đầu, trời ơi đầu tôi là có sạn. Quý vị cứ để ý coi. Rồi mình nói những cái câu nói đó, hà là rõ ràng trong đầu mình đó, không có kim cương. Mình chờ nhận luôn mà. Đừng có quên nha, đầu tôi có sạn nha. Rồi thậm chí mình nói đừng có quên nha, tôi ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Ý mình muốn khoe là mình là người kinh nghiệm, mình rành đời, phải không? Nhưng mà cuối cùng mình quán chiếu lại cái nói của mình, trong người mình toàn là muối mắm, không có bột ngọt, không có những cái chất ngọt ngào, không có những cái gì mà nó trong sáng hết. Cho nên mình tu á, như hồi nãy Pháp Hòa nói, tu là mình phải dừng lại để quán. Thậm chí mình nói xong rồi mình nhìn lại mình nói gì vậy? Xưa nay mình nói cái gì kỳ cục vậy? Mình đã sống sao mà kỳ lạ vậy? Cho nên cái ông Tô Long Pha đó, ông hỏi Hòa Thượng Phật Ấn vậy đó. Ông hỏi Hòa Thượng Phật Ấn hỏi chứ, tể tướng nhìn Bần Tăng ngồi thiền đó, tể tướng nhìn Bần Tăng ngồi thiền giống gì? Ông nói Hòa Thượng ngồi giống đống phân.
Khi đó ông mới hỏi ngược lại: vậy hòa thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Ngài Phật Ấn nói: tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Ông về ông kể cho cô em gái nghe, nói bữa nay anh với thầy Phật Ấn nói chuyện qua lại rồi câu chuyện như vậy. Cô gái nghe xong nói: anh là người thua cho Ngài Phật Ấn. Vì tâm Ngài Phật Ấn là Phật, cho nên nhìn anh ngồi giống Phật. Còn cái đầu của anh giống phân, cho nên ngồi nhìn Phật Ấn nhìn cũng giống phân. Quý hiểu câu chuyện. Cái thứ hai của Phật kể là chúng nghe câu chuyện. Có cái ông đông gồm thường nói: dạ bạch hòa thượng, con bây giờ ăn chay trường, ngày tụng kinh hai thời, ngồi thiền hai thời. Lúc này tâm của con nhẹ nhàng, ít buồn, ít giận lắm. Ông vừa nói xong cái hòa thượng thấy vậy, ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận đỏ mặt, ông rượt hòa thượng ông đánh. Lại nói: tại sao tôi kể ông nghe vậy mà ông nói tôi không phải là con người? Thì ông phải là con người, nghĩa là ông là bậc thánh. Lúc đó mới thôi đó. Quý vị hiểu không? Thường thường á, khi mình nghe người ta nói là mình không phải con người á, thì mình nghĩ ngược là không lẽ tôi là con kia. Là mình rượt người ta mình đánh á. Nhưng mình không có nghĩ cao hơn, ngoài con người thì còn có thánh. Mà dưới bậc con người mới có súc sanh ngạ quỷ. Nhưng thì mình kể cho hòa thượng nghe, lúc này con ăn chay, tâm con hiền lành. Thì hòa thượng đó, vậy ông không phải là con người. Và sao mình không nghĩ nếu không còn là người thì là ở đâu? Thánh. Không hiểu, mình không nghĩ vậy. Nghe người ta nói ông phải là con người đó, mà mình sân si là nó không té tôi là con kia. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên cái tâm của mình á, mình ít có hướng thượng lắm, đa phần mình hướng hạ. Mà chính mình hướng hạ cho nên cái tâm của mình đó, gọi là ti liệt đó. Nó cái tâm của mình nó luôn luôn nó không có chịu hướng thượng, mà cứ nghĩ cái, cho nên khổ đó. Nhiều khi viết nó hơi nhẹ nhẹ, khô khô vậy thôi, cái mình thấy hơi hơi mà giống hỏi viết vô cho thành chữ khổ, chứ thiệt nó mới có khô à. Nó chưa có khổ gì dữ dội vậy đâu, nhưng mà tại mình thấy vậy còn đồ lên. Cho nên á, mình tu Phật á, là để cái tâm của mình nó trong sáng, và nó đưa cái tâm ý mình đến cái chỗ. Tại sao mỗi ngày mình đứng trước Phật? Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo tràng tế độ chúng sanh, ví dụ vậy. Hay là mình nói là Phật chúng sanh, nghĩa là mình nhận mình là chúng sanh, mình nhận Ngài là Phật. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, ý đó là Phật với con á, cái bản tánh con với Phật luôn luôn trong sáng tĩnh lặng. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, cái chỗ cảm thông giữa con với Phật cái gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mình xác nhận như vậy mà. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đưa một cái hình ảnh như là lưới đế châu ở trong một đạo tràng, gọi là lưới đế châu ví đạo tràng. Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Nếu mà ngàn người ngồi đây, chỉ có một Đức Phật thôi là tâm ngàn người có Phật. Ví dụ bây giờ mình đặt cái tượng Phật Di Đà đứng đây nè, ngàn người đứng trước đây là ai cũng đồng một niệm: à, Phật Di Đà. Vậy phải không? Một Đức Phật đứng đây mà chiếu vô tâm của ngàn người, thì như vậy là lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Nếu mà Phật ở trong tâm của mình rồi, mình nhìn cái lần biết Phật liền. Cho nên cái chuyện mà mình bố thí tay chân đầu mắt tủy não đó là chuyện có thật và chuyện rất cần làm. Mà không phải mình móc mắt này ra, mình thẻo lỗ tai này, mà mình phải quán cái người ta nói. Thậm chí người ta cho mình một cái pháp mà mình cho là pháp dở. Ba cô đội gạo đi chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Cái bài đó là một bài thơ chế nhiễu người tu.
Nhưng người ta trao cho mình một cái pháp, cái pháp đó gọi là pháp chế nhiễu, mình định nó vậy đi. Nhưng với cái người mà có Phật pháp, biến cái này ra thành chế nhiễu, ra bài Phật pháp chứ có sao đâu. Các cô là người đi chùa gặp thầy, có tâm, có động lòng thương thầy, ngược lại thầy cũng có động lòng thương mình, chuyện bình thường thôi, người đời mà. Nhưng mà hay cái là sư ốm lăn ốm lóc sư vẫn còn tu. Tại vì ốm lăn ốm lóc nên sư trọng đầu, nghĩa là sư quằn quại xong rồi sư vươn lên sư tu tiếp. Còn nếu mà sư quằn quại xong rồi sư nói can I follow you, tôi có thể đi theo cô được không, thì cái này tiêu. Cho nên đó, người ta có thể trao cho mình một món, nhưng mà mình biết cách biến chế. Ở đây người Nhật họ hay có cái wasabi ăn sushi, có mấy cái trái gì ômai mà mặn mặn để ăn cơm nước trà đó. Mình thấy vậy thì mình phải, người ta đưa mình dĩa đâu có là trút hết vô đó ăn, rồi nhăn mặt nó món gì vẫn ẹt. Người ta đưa mà anh phải biết, anh ăn không được nhiều chưa biết nó là gì, múc miếng thử, ăn được mới ăn nhiều. Mà cho dù có ngon có thích cũng vừa chừng. Chứ còn nếu mà nó ngon mà quá độ thì nó cũng đã thành ra dở. Có nhiều khi cái pháp người ta đưa là đúng mà vô tay mình thành trật lắm. Mà thậm chí mà nếu mình biết rồi là pháp trật mà vô tay mình biết cũng thành trật. Quý vị thấy được điều đó không? Người hiểu Phật pháp rồi, pháp nào vô tay mình cũng thành ra Phật pháp đó. Còn mình không hiểu rồi đó là pháp nào cũng không phải là cái pháp của mình. Con xin hỏi về cách thức để tu tập, để tinh tấn. Một, hàng ngày cần làm những hoạt động gì và có theo những thời gian như thế nào ạ? Hai, làm thế nào và có nên và có được học theo thầy ạ? Thưa đại chúng, cái câu hỏi này á rất là thiết thực. Bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi, nếu mình là một Phật tử thì mình phải làm như thế nào để sự tinh tấn của mình hàng ngày nó được liên tục? Chữ tinh tấn là siêng năng. Mà tinh tấn không phải là siêng một ngày rồi ngưng mấy bữa, mà chữ tinh tấn nghĩa là sự siêng năng liên tục, giữ được cái quân, giữ được cái mức độ trung bình đó liên tục, không có dừng nghỉ. Thì thứ nhất, đối với một Phật tử á, về đời sống hàng ngày, đây là đời sống tâm linh á, nếu như mình có thể lập cho mình một cái bàn thờ Phật, tùy theo hoàn cảnh gia đình. Lỡ không làm được cái bàn thờ, mình có hình Phật mình để trong nhà cũng tốt. Còn về hình thức, tùy mình, thắp nhang cũng được, còn không thì đứng trước Phật lễ Phật. Nhưng mà quan trọng là mỗi ngày có một thời khóa nhất định, tụng một thời kinh, hoặc là ngồi thiền, hoặc niệm Phật 15 phút. Mình có thời gian mình làm nhiều hơn. Đây Pháp Hòa nói trung bình 15 phút. Nếu mà ai ngồi thiền được, ngồi thiền. Ngồi thiền 10 phút xong rồi tụng thời kinh ngắn 10 phút cũng được. Nói chung là hoặc là mình cho mình 30 phút mỗi ngày, 15 phút ngồi thiền, 15 phút tụng kinh, hoặc là 10 phút ngồi thiền, 20 phút tụng kinh. Vì nếu không có những cái này thì đời sống tâm linh mình nó thiếu, và sự gia trì, gia lực mỗi ngày của mình nó bị thiếu. Mỗi ngày mình uống một viên thuốc bổ, thì mỗi ngày mình tụng thời kinh hoặc là ngồi thiền, đó là một viên thuốc bổ của tâm. Bên cạnh đó, nghe pháp. Vì khi mình có nghe pháp đó, mình mới mở mang được cái hiểu biết của mình căn bản nhất là về cái đạo giáo mà chúng ta đang theo. Ví dụ như mình là Phật tử mà mình không hiểu đạo Phật là gì, không biết Phật là ai, Phật nghĩa là gì, Bồ Tát nghĩa là chi, thì một thiếu sót lớn. Có nhiều Phật tử mà hỏi Phật là gì trả lời không được. Cho nên quý vị muốn biết cái đó, quý vị phải đọc cái bộ Phật học phổ thông. Còn nếu không đọc á, đi vô trong YouTube bấm Phật học phổ thông, người ta đọc trọn bộ đó trong băng cho mình rồi.
mình có thể tải cái đó xuống máy của mình để mình nghe cái bộ đó. Một là phải đọc bộ Phật học phổ thông, còn nếu không là phải đọc cái cuốn bước đầu học Phật, còn không nữa là mình đọc cái cuốn trái tim của Bụt. Những cuốn đó là những giáo lý rất căn bản về đạo Phật. Còn quý vị nào muốn biết cuộc đời của Đức Phật, đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng. Hoặc là bây giờ trong phim á, Ấn Độ đã đóng một cái bộ phim là Đức Phật Đập Lạc, dài 50 mấy tiếng, có thể xem bộ đó. Nhưng mà nhiều khi nhiều giờ quá mình không có thời giờ đi tìm những tài liệu đó đọc. Nói chung là về mặt hiểu biết, kiến thức, chúng ta phải nghe Pháp để mở mang hiểu biết của mình. Mà mình hiểu này không phải lợi lạc chai mà cho chính bản thân mình. Trước hết là mình hiểu được đức tin của mình, cái niềm tin của mình vào một đạo giáo hiện đang là như thế nào. Về mặt tu tập, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho thân tâm là phải có một thời khóa tu tập. Ngoài ra cái chuyện bố thí, cúng dường gì đó, đó là phụ. Chúng ta có khả năng bao nhiêu chúng ta làm. Còn cái chính yếu là làm sao mình trau dồi những cái đó để thi. Xin lỗi đại chúng á, nếu như hàng ngày quý vị có nghe Pháp tụng kinh đó là giảm si mê, có tụng kinh niệm Phật là giảm sân si tham đắm. Mà con người mình bị ba độc bao vây mỗi ngày, đó là độc tham, độc sân và độc si. Và nhờ những cái thời kinh, nhờ những cái bài giảng đó mà chúng ta giảm mê lầm. Chúng ta si mê là gì? Chúng ta không hiểu biết. Mà khi chúng ta có hiểu biết rồi đó, chúng ta dẹp được cái si mê, tâm tư của mình mở ra. Mà ngày xưa đi tìm bài giảng khó, chứ ngày nay đâu có khó đâu. Ngày nay cái kho tàng giáo lý nó nằm sẵn ở trong cái lòng bàn tay của mình, là cái điện thoại cầm tay của mình đó. Nhiều khi mình chứa hàng trăm bài hát trong cái cell phone mình mà không hề có một bài giảng. Đó là sự thiếu sót. Nghe nhạc không có sao, không tội lỗi gì hết, nhưng mà nghe giải trí chơi cho vui chứ còn hoàn toàn không lợi ích. Đó là chưa muốn nói là nghe xong còn khổ đau quằn quại theo nó. 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng, tôi cuộn mình trong chăn. Trời, mình nghe xong thì mình quằn quại theo từng cái bài hát đó. Cho nên á, mình biết được cái chuyện mình coi phim giải trí không có sao hết, đó là quyền của mình thôi. Nhưng mà mình đã hướng về cái mặt đời sao thì đừng quên cái mặt tâm linh, nó phải tương vậy. Tại nhiều khi như hồi sáng mà nói, cái khổ là cái khổ tâm. Cái khổ tâm nó mới khổ, làm cho con người khổ, cho mình có cái thân. Đói một chút, lạnh một chút không sao đâu. Mà mình chấp nhận đói một chút, khổ một chút là tâm khỏe. Còn cái chuyện mình muốn tu làm như thế nào và nên và có được, dạ được và nên, còn làm sao em không biết. Làm như thế nào để tu theo thầy? Tu theo thầy là tu cách nào? Muốn đi xuất gia theo thầy hay là học cái hạnh của quý thầy? Bây giờ đại chúng có thể thân xuất thân tại gia, nhưng mà tâm xuất gia. Thân chưa đi tu được, nhưng mà mình có thể làm người xuất gia ở nhà mình được. Bây giờ trước hết hiểu ba nghĩa của chữ xuất gia nè. Một là xuất thế tục gia, là ra khỏi nhà mình đang sống. Hai là xuất phiền não gia. Ba là xuất tam giới gia. Cái nhà mình đang sống mình chưa làm được, tại vì mình còn đang tại gia. Nhưng mà cái nhà thứ hai là quan trọng nhất, là nhà phiền não. Có nhiều khi cái nhà phiền não đó nó không có réo mình, nó không có gọi mình đi ngang, mình đứng vô cửa, nó có chuyện gì vậy, ai trỏng cho tôi vô chơi. Cho nên mình là cái người tự đi gõ cửa phiền não. Khi nào mình giảm được phiền não là mình biết rằng mình có xuất gia được không. Nếu mà mình đi xuất gia mà lúc nào mình cũng buồn người này giận người kia đó, muốn đi xuất gia mà cái kiểu vậy đó là khó xuất gia lắm. Tại vì hằng ngày mình làm một người tu là tiếp 100 người, 1000 người, mà người nào mình cũng giận hết trơn. Cuối cùng mình lên ôm một cục giận đi ngủ. Thì mình làm được cái nghĩa thứ nhất là ra khỏi nhà thế tục. Nhưng bù lại mình bị cái nhà thứ hai đó đè mình quá nặng, là phiền não gia. Thưa quý vị, thân tại gia và tâm xuất gia, học những cái hạnh của người tu. Mà hạnh người tu là gì? Thứ nhất, thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ nghĩa là cái gì mình thật sự là hiện tại đời sống mình đủ đó, chứ không có thiếu đâu.
Còn mà mình khổ nữa là tại mình muốn dư. Mà dư để làm gì? Cất. Cất chi? Cho chắc chặt. Chặt để chi? Lâu lâu buồn, dọn dẹp, năn nỉ người ta cho. Có nhiều khi ham rẻ, mua về không xài, lâu ngày chật, hốt, dột. Dột xong chỗ đó trống quá, mua về để tiếp. Cho nên nhà mình không bao giờ trống. Trống được chừng vài bữa thôi là tự nhiên mình thấy cái món đó nó có. Mình nhớ tủ nhà mình chỗ đó trống, cái này để vừa là lập tức kiếm cái khác lắp vô. Cho nên thiểu dục tri túc là một cách. Con nghe nhiều vị thầy thuyết giảng nói rằng sau khi Đức Phật đắc đạo đi thuyết pháp giảng dạy chúng sanh, xóa bỏ phân biệt giai cấp và kỳ thị chủng tộc, vậy làm như thế nào ở trong chùa xóa bỏ phân biệt giai cấp và kỳ thị chủng tộc? Ở trong chùa có kỳ thị chủng tộc không? Người Việt với nhau không có chủng tộc gì mà kỳ thị. Nếu mà có chắc kỳ thị miền này Huế, bánh bột lọc, tôi bánh xèo. Thưa đại chúng, Đức Phật từng tuyên bố như thế này nè: không có giai cấp, trong giọt máu cùng mặn là giọt máu, trong giọt máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Đức Phật đã nói như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái chuyện kỳ thị á, nó là một trong những cái căn bệnh trầm kha của chúng sanh. Và chúng ta không thể chỉ nói cái phương pháp hay lời Phật mà chúng ta tự trừ nếu chúng ta không chịu khó giảm cái đó. Ví dụ như trong lòng mình giữ khởi lên đó. Huế mồng, Huế mơ, Huế bà lơ, mất đó dẹp. Mình kỳ thị. Nhưng mà ví dụ mình trong tâm mình khởi vậy, cái mình nói thôi thôi cái này không nên có. Thật ra thì cái chuyện mà chúng ta có khởi những cái tâm nhiễm ô trong đời sống là chuyện bình thường, không có gì tội lỗi đâu. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nhận ra cái tâm đó không, để mình dừng nó ngay đó, chỗ đó là tu đó. Còn cái chuyện mà mình khởi tâm tầm bậy là chuyện bình thường, mà mình có tiếp tục cái tâm nghĩ suy nghĩ tầm bậy đó và tiếp diễn đi hành động tới cái tâm tầm bậy không, đó mới là cái vấn đề. Cho nên nghiệp mà mình tạo là ngay cái chỗ này này, chứ không phải ngay cái khởi. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa có cái tánh ăn cắp, mà thấy của ai mà để mà không có chủ là duyên cho mình ăn cắp. Trời ơi, tôi muốn tu mà sao nó cứ chán giản trước mặt tôi hoài. Mình có cái tánh ăn cắp mà cái vật mà nó cứ trước mắt mình hoài mà không có ai ngó ngàng gì là duyên cho mình ăn cắp. Xong mình suy nghĩ có cách nào ăn cắp, gọi là cách thức ăn cắp. Cái giả bộ ngó ngó không có ai, cái lùa nó vô đây, giấu tay, cái chắp tay mô Phật, đi thẳng ra xe, cất vô xe. Mình là nhân ăn cắp, cái vật để bên ngoài là duyên ăn cắp, suy nghĩ cách nào là cách thức ăn cắp. Ba cái đó gom lại thành nghiệp ăn cắp. Bây giờ cái của đó để mà mình không có nhân ăn cắp, nó vẫn ngồi đó. Cho nên ví dụ như người ta dạy cho con nít nhịp không ăn cắp, thấy của rơi để đó chứ không lấy. Thành thử từ nhỏ nó được dạy không có cái nhân ăn cắp, thì duyên ăn cắp nó rơi rớt đó, không đụng vô của người không phải của mình không lấy. Nhưng mà cái môi trường của chúng ta phải môi trường nghèo đói, ai để hở là mình rưng, người nào để kỹ cứ rình, ai để kỹ là mình rình, hễ hở là mình rưng. Thật đấy, cái môi trường sống nó làm cho con người mình tham đắm. Cho nên thắng ngàn vạn quân ở bãi chiến trường không bằng tự chiến thắng mình là vậy đó. Mà chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Có một thầy tu đi tu mà vui lắm. Ổng đi tu mà tối ngày ổng cứ cầm cái cuốc ổng ngó hoài, biết sao không? Hồi nhỏ ổng làm ruộng. Rồi cái cây cuốc đó nó giúp cho ổng
làm ruộng rất là tốt, cho nên ông đi tu rồi mà ông còn tiếc cái cây cuốc đó, ông cất hoài à. Phải chi ông biết luôn cái bài hát á, cây cuốc cong thì mình mong cây cuốc gãy, cây cuốc gãy thì mình khỏi đi cày. Thì một hôm nọ đó, ông đi tu mà ông không bỏ được, cho nên rồi ông ngồi thiền, ông cất vô tủ, xong vài ba tháng sau cái ông nhớ nó qua, cái ông cầm ông vuốt ve nó. Đến một ngày nọ ông quyết định, ông đứng ngay cái vực thẳm á, ông nói là ta cảm ơn ngươi đã theo ta mấy mươi năm cho ta sự sống, mà cũng vì ngươi mà ta ngồi thiền không được. Quyết định dứt cái cây cuốc đó xuống dưới cái vực sâu đó. Sau khi mà vứt xuống đó rồi, ông đứng la lên, ta đã tự chiến thắng ta rồi, ta đã chịu chiến thắng được ta rồi. Thì lúc đó một đoàn quân đi đánh giặc mới vừa về tới ngay cái góc đường đó, ông vua ông dẫn một đoàn đi đánh giặc thắng về tới nhà. Ông nói ta tưởng đâu ta mới chiến thắng trở về, có kẻ nào nó hay hơn ta, nó thắng ai. Thì ông vua mới kêu cái vị thầy nó tới nói chuyện. Thì ông thầy ông mới kể, ông nói tôi đã tự chiến thắng được tôi. Vì con người mình ai cũng có những cái dính mắc, những cái chấp trước mà mình không xả được. Mà hôm nay tôi xả được cái chấp trước đó, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng, tôi thắng được tôi. Lúc đó hoàng thượng nghe xong xây lại, ta là một hoàng thượng mà hôm nay nghe một hòa thượng. Và hòa thượng này nói rất chí lý, ta vừa dẫn cả hàng ngàn lính đi đánh giặc thắng trở về, nhưng ta vẫn thấy rằng ta thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, ta vẫn chưa thắng được ta là thắng cái tham của ta. Ta cũng muốn lánh đích giành dân, cho nên ta đi đánh phạt người khác mà không quan trọng đời sống của người khác, chỉ vì giành một miếng đất mà sát hại bao nhiêu người. Ta không thắng được cái tâm tham của mình. Hôm nay ta thấy được cái lời khai thị này, từ đó mình mới có cái câu trong kinh: thắng ngàn quân giặc ở bãi chiến trường không gọi là đại thắng, mà thắng được chính mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Thế thì kỳ thị cũng là một tâm hành bất thiện, nó nằm ở trong muôn ngàn những cái tâm hành bất thiện khác, như là tham, sân, si, ganh tị, đủ kiểu hết. Tại sao mình kỳ thị? Tại mình tham, mình muốn mình độc tôn. Đấy, mà không khéo đó nha, người tu thiền, người tu mật, người tu tịnh cũng rơi vào tham sân si mà mình không biết. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa tu thiền là luôn luôn là Pháp Hòa sẽ bác người tu tịnh, nó tối ngày cứ réo tên ông Phật hoài không để ông yên. Ví dụ Pháp Hòa bác người tu tịnh đi, chỉ có pháp thiền là pháp duy nhất có thể làm cho con người mình giải thoát khổ đau. Nói vậy đó, mình nói như vậy mình có tham không? Mình tham đưa cái pháp của mình lên. Mà ai mà không làm theo đúng pháp mình là mình nổi sân. Và mình luôn luôn đi phê phán người này người kia là mình si mê. Cho nên pháp tu làm cho mình thanh tịnh giải thoát, mà rốt cuộc pháp tu làm mình thêm tham, thêm sân và thêm si, mà mình không hề hay biết. Cho nên cái con ma đó đó, nó linh động lắm. Gọi là gì? Thiên ma. Ma có bốn loại: tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Chứ gọi là tứ ma. Ngũ ấm ma không phải là ngũ ấm quá rồi đã thành ma. Ngũ ấm ma là trong cơ thể mình có đủ năm chất: đất, nước, gió, lửa, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái đó nếu mình không có rõ được nó thì nó làm mình khổ, nó làm cho mình bị dính mắc khổ đau. Cho nên á, phân biệt chủng tộc, cái kỳ thị giai cấp, nó cũng là một cái tâm hành bất thiện ở trong muôn ngàn những cái thứ khác. Vậy vừa khởi lên nó không nên có. Thế giới mình, chúng ta đi chùa tại sao mà áo tràng? Tại vì anh mặc áo tím, áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo ngắn, áo dài gì không cần biết.
Nhưng khi anh vô chùa rồi, tất cả cùng một màu với nhau hết, là màu lam, và cùng một kiểu với nhau. Không có còn ai ngồi nói áo này đẹp mai đâu vậy, giải này đẹp mai đâu vậy. Nhiều khi mặc áo tràng mà còn dính vụ đó nữa. Trời, áo chị đẹp quá, mai đâu vậy, áo tôi mai chỗ nào xấu quá. Cổ mặc gì đâu mà nó cứ rớt lên rớt xuống, còn cổ của chị sao nó đứng quá. Giải chị như tốt này kia. Mặc áo tràng là để không còn cái phân biệt màu sắc áo quần nữa. Cho nên Phật tử đi chùa nó khác lắm. Cái người Phật tử mình nó lạ, trong đạo Phật nó là cái ngày là càng là lễ lớn thì ngày đó lại càng thanh tịnh tu hành, ăn chay chứ không có mở tiệc. Thấy hay không? Phật đản là ăn chay chứ không có mở tiệc ăn mừng ngày Phật. Một đức Phật, một bậc thánh ra đời mà muôn ngàn con vật nó cát nó chết thì làm sao gọi là thánh được? Cho nên một bậc thánh ra đời là vạn loại chúng sanh phải được hưởng phước. Cho nên thể mà ngài là Phật đản hay vía Phật Bồ Tát là đã là Phật tử là ăn chay, biết bao nhiêu gà vịt nó được cứu ngày đó. Rồi ngày hôm đó là thể là Phật tử mà biết mà ngày đó là ngày chay lạc của các bậc thánh rồi là phải tu, không có rượu chè cơ mà. À, nếu mà chè thôi khỏi rượu cũng được. Nó khác lắm. Thầy cho con hỏi khi bị tâm bệnh thì nên đi đến chùa hay đi gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết vấn đề? Cả hai. Tại vì bác sĩ có thể cho thuốc để người đó an thần, nhưng mà chỉ là một phần an cái thần để cho cái thân họ yên thôi. Nhưng mà cần dẫn đến chùa để nhờ quý thầy, nhờ những bậc thiện tri thức giúp cho tâm thức người đó. Và ở trong chùa, gần với chùa nhiều hơn, bác sĩ chỉ có một phần đóng góp về cái mặt thân thể bệnh thôi. Còn tâm bệnh là phải tới chùa. Nhưng mà cũng phải nhờ một phần của y tế để giúp cho mình an cho cái người đó trước khi mình người đó chịu ngồi nghe mình nói chuyện. Dạ thưa thầy, nếu sinh ra nếu lỡ bị mất sớm thì điều đó là điều đau buồn hay có thể xem là một sự hạnh phúc? Cái này tùy việc chứ. Thí dụ như mình sanh ra mà mất sớm thì có người nói đó là hạnh phúc, mà cũng có thể là một điều đau buồn. Nó cũng không có một câu trả lời chính, là bởi vì nó tùy theo một cái hoàn cảnh. Cũng chưa chắc chết đã là một cái điều bất hạnh. Vì đứa nhỏ đó nó sinh ra nó bệnh tật, mà giờ mà thật sự có ai muốn nó chết đâu. Cho nên cái này là không có đau mà cũng hạnh phúc gì. Nghiệp thế nào thì mình nhận thế đó. Và cái hạnh phúc hay là cái an vui, cái bình thường hay không là chúng ta chấp nhận sự thật nó như là. Thí dụ mình một cái người đó họ chết sớm, mình gọi là chết yểu. Nhưng mà có những người, người ta nói thôi nhiêu đủ rồi, tại vì sống già, sống lâu làm phiền người khác. Cho nên mỗi người mỗi phước, mỗi nghiệp, tùy theo cái duyên, là chúng ta không có thể xác định cái điều đó đúng hay sai. Mấy câu hỏi này nó giống nhau ha. Con có câu hỏi liên quan đến anh trai của con. Anh con thường có những giấc mơ về chùa, về những ký ức ngày trước, thì còn bây giờ mơ thấy thường xuyên. Anh con mơ thấy một ngôi chùa có tên là Hồi Lâm, và thấy tên của mình cùng một bài thơ trên bia đá nói về mình. Anh con nhiều lần tâm sự với mẹ rằng kiếp trước anh ấy đã từng đi tu. Tuy anh con chưa từng học qua Phật Pháp, nhưng biết rất nhiều kinh và thơ. Anh con cũng thường ngồi thuyết pháp với một người từng đại học Phật giáo từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Có rất nhiều chuyện con không biết diễn tả như thế nào, nói ra mọi người chắc không tin, nhưng riêng con thì tin. Con muốn hỏi thầy rằng những giấc mơ và những điều nói trên có phải anh con có duyên với tu hành hay là sự trùng hợp ạ? Con biết có hơi lủng củng, mong thầy bỏ qua. Có lủng nhưng mà cũng đọc rồi. Thưa đại chúng, theo như trong sách á, mơ có 5 nguyên do. Một là do mình nằm cũng không có đúng thế, mình bị mơ mộng cũng có.
Hai là hàng ngày mình suy nghĩ về cái đó nhiều, tối mình nằm mơ cũng có. Thứ ba là túc nghiệp của mình đời trước, duyên của mình đời trước mình gặp lại cũng có, bởi vì nó hằn sâu trong cái ký ức của mình. Cái thứ tư á, là do các thiện thần mách bảo cho mình. Thứ năm là ác quỷ thần phá quấy mình. Đó là năm cái điều mà lý do, nguyên do mà mình nằm mơ. Trường hợp của vị đạo hữu này đó là do đời trước đã từng tiếp xúc với chuyện tu hành, cho nên đó, có thể là tu rất là chín chắn và tu rất là gần gũi, nhưng mà có lẽ giờ phút cuối đó bị một cái duyên gì đó không còn giữ được mình trong đời sống tu. Hoặc là người này nguyện trở lại đời này để tiếp tục tu, nhưng mà do cái phước á, được sanh ở trong một môi trường tốt, nhưng mà rồi trở lại không có đủ, không có, chưa đủ duyên gặp một thiện tri thức khai mở để cho người đó tiếp tục con đường tu của mình, mà người đó vẫn sống theo cái đời nhưng mà thường thấy những cái hình ảnh tu hành của mình. Pháp Hòa kể đại chúng nghe là chuyện của Ngài Khuy Cơ. Ngài Khuy Cơ á, đời trước Ngài là một người tu, và Ngài thấy Ngài rất mong muốn trở lại cõi đời để tiếp tục độ đời, nhưng mà phước báo Ngài lớn quá, cho nên khi Ngài tái sinh trở lại, Ngài lại trở về gia đình của một gia đình quan chức. Mà quý vị biết những gia đình quan chức thì đời sống lúc nào cũng rất là sung túc, và thậm chí là ăn chơi nhiều nữa. Cho nên Ngài lọt trong cái môi trường đó, Ngài tiếp tục ăn chơi và quên lửng cái nguyện trước của mình là đi tu để độ đi. Đến khi Ngài Khuy Cơ gặp Ngài Huyền Trang, thì Ngài Huyền Trang biết được túc nghiệp của Ngài Khuy Cơ, cho nên mới khuyên Ngài Khuy Cơ đi tu. Nhưng mà lúc đó Ngài Khuy Cơ bị nhiễm quá với cái đời rồi, cho nên Ngài Khuy Cơ ra điều kiện là nếu như con đi tu, Hòa Thượng Huyền Trang phải cho con ba việc, vô chùa con mới chịu. Một là cho con dẫn gái đẹp vô chùa, hai là phải cho con ăn thịt, ba là phải cho con uống rượu. Ngài Huyền Trang đồng ý hết ba điều kiện đó. Thì cái ngày mà đưa ông vô chùa làm lễ xuất gia đó, Hòa Thượng Huyền Trang đi trước, Ngài Khuy Cơ đi sau. Ở phía sau là ba chiếc xe, một xe gái đẹp, một xe rượu, một xe thịt. Nhưng khi mà đi vô tới cửa chùa, chuông trống bát nhã vang lên, tiếng tụng kinh niệm Phật rền lên, tự nhiên nó đánh động trong tâm thức của ông, giống như ông đã trở về một cái trạng thái nào của mình trong đời trước. Bất giác ông khóc ròng rủa. Ở đây có Phật tử nào tụng kinh mà khóc không? Đã mình có khi nào mình tụng kinh mà khóc là biết là đời trước mình đã từng có những trang kinh như thế. Khi mà Ngài tỉnh giác cái lúc đó, Ngài xoay lại, Ngài xoay lại, Ngài nói với ba chiếc xe kia: thôi, ta không cần đến ba thứ này nữa, cho lui. Và từ đó về sau, Ngài trở thành một người đệ tử thân tín của Ngài Huyền Trang. Và chính những tác phẩm mà của Ngài Huyền Trang đó mà sưu tập là do Ngài Khuy Cơ và Ngài Viên Trắc sưu tập lại. Và Ngài Khuy Cơ là một đệ tử rất cận với lại Ngài Huyền Trang. Bây giờ cái tháp của Ngài Khuy Cơ vẫn còn đang ở bên Trung Quốc và bên cạnh tháp của Ngài Huyền Trang. Nếu ai đi về Tây An á, mà đến cái chùa mà chôn Ngài Huyền Trang đó, thì sẽ thấy rằng có ba cái tháp, Ngài Huyền Trang ở giữa, hai bên là hai cái tháp của hai người đệ tử của mình là Khuy Cơ và Viên Trắc. Thì ở đây Pháp Hòa cũng kể lại để thưa với, để nhắc với chúng ta là chúng ta đã từng có những cái túc duyên như thế, nhưng mà sâu dày hay là mỏng manh thôi. Có những người đọc kinh rất nhanh, chỉ cần 2-3 lần kinh là thuộc, là biết người này là sâu rồi đó. Và có những người rất là hay, hát chừng 2 lần là thuộc, còn kinh tụng 2 năm không thuộc, là mình biết người này đời trước đã từng là ca sĩ, còn không là phải ca lẻ, chứ không phải là một tu sĩ. Còn thí dụ như đời này mình nghe tới cái chữ Phật Pháp là tâm mình phát khởi nhanh lẹ là mình có duyên nhiều đời. Còn đời này á, hồi nhỏ cũng nghe, nghe cho tới lớn, nghe lúc có chồng rồi luôn, nghe lúc có vợ luôn, mà không tỉnh nhớ đó.
tới cái lúc khổ cùng cực cái tự nhiên nhớ lại là biết cái duyên nó mới chính. Tới khi mình khổ cùng tận rồi á, mình mới biết được Phật pháp. Có nhiều người biết Phật pháp là nhờ sao biết không, khổ quá bắt đầu Google có gì hết khổ. Ví dụ như khổ vì tình duyên, khổ gì gì đó là bấm đại lên Google vậy, ai ngờ lọt ra mấy cái bài pháp liên hệ tới những cái câu đó, từ đó khai mở. Cho nên tất cả đều là cái duyên hết. Người đó đã từng đối xử không tốt với con, nhưng hiện tại con và người đó trở thành một nhà. Đấy, duyên rồi đó. Con đã bỏ qua hết tất cả những điều mà họ đã đối xử xấu với con, họ đã làm con phải đau khổ, nhưng lâu lâu con cũng buồn vì nhớ lại. Lòng con vẫn rất giận và không thể quên được. Cái này là càng cố quên thì càng nhớ. Cái này cũng bình thường, vì chúng ta còn những người sống trong đời, và cái emotional, tức là những cái cảm xúc của mình bình thường thôi. Nhưng mà cái điều là chúng ta khi nó trồi lên, chúng ta đi tìm một cái chỗ nào ngồi để cho nó lắng xuống. Chúng ta không cần làm gì hết, chỉ cần nhận diện đơn thuần tôi đang buồn. Giống như có người nói vậy đó, không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Còn mình buồn mình biết rất rõ, tôi buồn vì người kia, tôi không phải buồn vì nắng mưa, phải không? Tôi buồn vì người đó. Mà bây giờ tôi đứng trước mặt người đó, cái bao nhiêu khổ đau nó trồi lên, cho nên tôi không tiếp tục đứng trước mặt người đó, tôi đi tìm một chỗ khác để cho cái tâm hành của tôi nó lắng xuống. Và chúng ta là những người sống, chúng ta nhận diện những gì đang xảy ra trong thân tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta đau bụng, chúng ta biết chúng ta đau bụng và đi tìm thuốc uống cho hết đau bụng. Và thậm chí đang đau bụng mà ai đưa cho mình trái dưa leo, nói dạ không tôi đang đau bụng. Ai đưa cho mình một ly nước đá, nói dạ không tôi đang đau bụng, tôi đang cần một ly nước nóng, tôi đang cần một miếng dầu. Thì cái tâm của chúng ta cũng thế. Khi nó có những cái tâm hành, nó khổ đau, nó trồi lên, chúng ta biết làm gì giờ, không lẽ lại kêu người đó ra chửi lộn tiếp, hay là hẹn người đó ra bươi lên những cái khổ đau ngày trước, chỉ nó lỡ lét ra thêm, nó không có tốt. Thì chúng ta đi tìm một cái chỗ nào để chúng ta lắng xuống, nó qua cái cơn đó rồi nó sẽ trở lại bình thường. Thưa đại chúng á, Đức Phật nói á, cái cảm xúc con người nó ở ba chỗ nè: vui nè, buồn nè, không vui không buồn. Có không? Mình có bao giờ mình rơi vào ba trạng thái này không? Giống như hiện giờ là vui không? Không. Buồn không? Không. Hỏi gì? Bình thường. Vậy thì cái trạng thái bình thường này nó có giữ thường như vậy hoài không? Không. Cái thường nó cũng sẽ theo vô thường mà nó vui buồn. Cái buồn nó cũng sẽ theo vô thường mà nó vui hay nó bình thường. Cái vui nó cũng sẽ theo vô thường mà nó buồn hay nó bình thường. Vậy thì ba cái trạng thái vui, buồn, bình thường đều là vô thường. Vì sao? Vì nó đều là những cái thọ. Thọ là cảm thọ đó. Trong con người mình có năm uẩn nè: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhớ không? Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ nè, lạnh, nóng, cay, biết hết. Vui buồn biết hết, đó là cảm thọ. Nhưng bất cứ cảm thọ nào nó cũng là duyên, và nó vô thường, nó tạm. Ví dụ như hôm nay quý vị nghe Pháp Hòa đến đây, quý vị rất là vui quý vị đến. Và quý vị nghĩ rằng mình vui như vậy, nhưng mà gặp mình vừa vừa tới cửa thôi, gặp cái người mình không ưa 3 năm trước, rồi dội. Thì lúc đó cái cảm thọ mình nó khác rồi. Hồi nãy mình vui, mình rất là hớn hở, mình sẽ gặp thầy. Nhưng mà gặp cái người kia, cái là cái vui đó, nó chuyển hướng liền, nó sang ra cái hướng là bực bội. Nhưng mà rồi đi lánh cái người đó đi, ra làm sao ngồi. Cái vui, buồn và trung bình đó, nó ở trong con người chúng ta. Và chúng ta biết rằng tất cả mọi cảm thọ là do duyên thôi. Tại duyên mình gặp người đó, rồi cộng thêm người đó với mình đã từng có nội kết, nó kết hợp với nhau, mặt mày của người đó và sự bực bội này, cho nên nó sanh khởi cái pháp không vui. Nhưng mà nhớ nó cũng vô thường thôi. Chẳng hạn như tình yêu có vô thường không? Trời ơi, yêu đắm yêu đuối,
yêu mờ mịt. Nhưng mà khi hết yêu nữa rồi là sao? Khác liền. Đời này mà không có em nó như nhà không có nắng, như búa thiếu kèm, vân vân, như tô hủ tiếu chuôn chan xì dầu. Nhưng mà khi cái cảm giác yêu thương nó không còn là nó khác hết. Cho nên sắc, thọ, tưởng chưa gặp em tôi vẫn tưởng rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Cho nên là mấy cái Facebook đó nha, mấy cái iPhone mà chụp hình xong rồi nó có luôn cái phần chỉnh hình á, trời ơi, bỏ lên đó là chỉnh không cần chỉnh, thả tim, thả bông, tới hồi gặp ra thả bơm. Đó là gì? Thấy không? Thành thử ra mình mới biết rằng á, tưởng là gì? Tưởng là cái mình hoang tưởng, mà tưởng là luôn luôn là vọng. Tưởng là luôn luôn vọng. Có một lần bố bà đi giảng á, cái tới tô cái trời đứng nguyên vàng ra đón vậy nè. Cái không kêu gặp cái ông sửng sốt, ủa thầy hả? Tại con thấy trong hình thầy bự lắm mà sao đây thầy có một chút vậy? Phải không? Thành thử là thưa đại chúng là sắc nè, cái sắc tướng của mình đã đổi không? Đổi. Thọ mình nó đổi không? Thọ là cảm thọ đổi không? Tưởng của mình có bị đổi không? Tưởng là không bao giờ thật. Hành là gì? Liên tục diễn biến. Thức là cái nhận thức của mình. Ba năm cái này hoàn toàn do duyên mà nó sinh khởi. Mà đã cái gì mà là duyên sinh khởi là không bao giờ tồn tại, là vô thường. Cho nên những cảm xúc thương nhớ ai đó nó đều là duyên, và mình thương người đó, mình nhớ người đó. Nhưng mà tới hồi mà ghét rồi á cũng nhớ, nhưng mà nhớ trạng thái khác. Nhớ xong rồi buồn rồi tức. Còn hồi xưa nhớ xong đau đớn. Nhớ xong đau quá, kiếm nhạc nào cho nó đúng cái tâm trạng mình. Mở lên cho nó quằn quại. Thật rõ ràng là mình đi tìm thú đau thương. Mình đi tìm thú đau thương. Người hay khóc lại khoái coi cải lương. Rồi hôm nay con lại tới đây, giữa lúc đám cưới của thằng Tâm đang tưng bừng giá tiền. Kéo giấy cái. Kéo giấy. Trời, hát hay quá. Khóc ngon lành vậy đó. Mấy đứa con ra hỏi làm gì má? Tao khóc chứ làm gì. Sao khóc? Coi cải lương khóc. Khi mà coi cải lương mà khóc là tới giờ tỉnh rồi là biết, ô cái này chỉ là đóng tuồng thôi. Cho nên kinh Viên Giác gọi là tri huyễn tức ly. Tri nó là giả, liền lìa nó. Ly huyễn tức giác. Mình biết nó là huyễn rồi là người giác ngộ. Cái anh mà làm khổ mình, cái chị mà làm khổ mình cũng là một pháp thôi. Nhưng mà tại mình chấp vô cái pháp đó. Tại sao mình không nghĩ rằng người đó đã làm khổ mình, nhưng may quá hết rồi, họ không còn làm khổ mình nữa, mình đã thoát được cái khổ của người đó rồi, may không? Thì tại sao mình lại cứ phải nhớ cái khổ đó hoài để mình khổ? Cái pháp mà làm mình khổ cũng là một pháp, pháp làm mình vui cũng là một pháp. Thí dụ hồi đó người đó làm vui mình mà giờ họ không làm mình vui nữa, rồi mình chấp vào cái pháp vui đó, mình cũng khổ. Cho nên cái nào cũng khổ hết. Vậy thì thưa đại chúng á, pháp là gì? Là những hiện tượng. Trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã gọi là các pháp, nhớ không? Thị chư pháp, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Cái người đó làm khổ mình 2 năm trước, sau thời gian đó họ với mình chấm dứt, họ không khổ nữa, họ không còn làm mình khổ nữa, tại sao mình không mừng? Mình nói may quá, bây giờ tôi với người đó hết khổ rồi. Suy nghĩ như vậy để mình thoát. Chứ tại sao mình nghĩ 2 năm trước họ làm khổ tôi, 2 năm thôi, làm khổ có 2 năm thôi mà 20 năm sau mình vẫn khổ, là tại vì mình chấp vô cái pháp khổ đó làm cái pháp của mình. Chỉ làm cái pháp của mình, cho nên nhớ tất cả các pháp đều là huyễn. Pháp nào cũng là tạm, dù pháp đó vui hay buồn.
Hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng ở đây trong giờ phút này cũng là một pháp. Và pháp này cũng huyễn nha. Tới đây hồi 9 giờ nha, giờ hết giờ làm việc rồi nha. Thì mình sẽ đi theo cái thời gian của mình, mỗi người đi về một hướng. Xong. Nhưng mà nhớ rằng trước kia mình không có nghĩ tới mà hôm nay được. Thì cái được này mình đang có thì hưởng đi. Nhưng mà rồi vẫn biết rằng cái này cũng là biến đổi vô thường. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. Cuối cùng phát hiện à, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Thôi nghỉ. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được đến Nhật Bản trong chuyến hoằng pháp này. Và ngày hôm nay thầy trụ trì cũng như quý sư cô ở đây đã mở lòng tạo duyên cho chúng ta được gặp nhau. Chúng con thành kính tri ân thầy trụ trì, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử ở tại chùa Việt Nam đã hết lòng tổ chức để chúng ta có được một ngày trọn vẹn như thế này. Và Pháp Hòa thấy rằng quả thật là cái tâm của mình đó, nó có thể chuyển hóa rất nhiều cái khó khăn. Ở nhà mà biểu quý vị ngồi kiểu này là không có rồi đó, phải không? Không dám đâu tám, phải không? Nhưng mà ngồi quý vị đến đây mà cái năng lực của đại chúng ta ngồi, mình ngồi, thậm chí có những Phật tử đứng bên ngoài cả buổi mà vẫn hạnh phúc với những nụ cười mỏi chân. Và thưa đại chúng, theo Pháp Hòa được biết là hôm nay chắc chắn là sẽ mưa to. Vậy mà sáng giờ trời không có mưa, để cho mình có được một buổi sáng, được một ngày an lạc. Vì quý vị thấy đặc biệt không? Cho nên có những cái không cầu mà được, không cầu mà được, đó là cái điều vui của mình. Thì hôm nay chúng ta đã hết một ngày sinh hoạt ở đây rồi, giờ đây chúng ta sẽ kết thúc. Và chúng con xin đại diện cho đoàn hành hương Phật tử Việt Nam, tăng ni Phật tử Việt Nam ở Mỹ, ở Canada, xin cảm tạ thầy trụ trì, sư cô và quý Phật tử gần xa đã trợ duyên và giúp cho chúng con có được một ngày sinh hoạt ở tại đây. Cầu chúc cho ngôi chùa này luôn luôn được phát triển tốt, tăng ni Phật tử có nhiều sức khỏe, an vui, và mọi tâm nguyện của mình được thành tựu như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.